còn lối sớm chúc phúc cho anh đẹp đôi. Mà có ai hay, có ai hay em đứng bên này, ngó qua bờ rào lệ trào phủ khắp quần đảo. Người nhớ quần áo ngày nào hai ta hẹn, dù cho sóng gió giữ nguyên bên nhau dài. Mong ước đơn sơ sống yên vui dưới mái trăng, sớm hôm ra đồng bón phân cài cấy đúng trồng. Họ hàng hai bên ai đều khen ta thật xứng đôi, cầu cho hai đứa sẽ sớm thành phúc trong lòng. Em cầu mong tình ta như cá gắn dây sông, tình cá dưới nước số kiếp mãi không chia lìa. Chờ từ nơi xa ai về đây nhung đùa thương tha, người ta con gái phú quý từ. Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Thì tiếp tục những video để giới thiệu cho anh em những cái mẫu đẩy công suất nhé. Ngày hôm nay thì cũng như là hứa cho anh em sang năm 2022 sẽ tìm cho anh em những cái mẫu đẩy công suất từ những dòng 2 kênh, 3 kênh hay là nhiều kênh. Thì trước mắt của anh em đây là những dòng đẩy bãi 5 kênh nhé. Với 5 kênh thì cái lô hàng này về thì tiếp tục cập nhật về cho anh em và nó rất là đẹp. Thì với 5 kênh này thì anh em tha hồ sử dụng đánh rất là nhiều loa, cũng như là đánh súp này, đánh loa lọc. Nói chung là một con đẩy mà 3 kênh, 4 kênh đã đánh được rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay thì giới thiệu cho anh em một cái mẫu đẩy 5 kênh. Cái dòng này thì cũng khá là nổi tiếng trên thị trường anh em nhé. Ở thương hiệu của DJ. DJ này thì nó có hai mã nhé. Một cái mã DJ Akai này, mã Akai và mã DJ. Đấy là nó cùng một thương hiệu của một nhà máy nhé. Thương hiệu DJ là một thương hiệu của Nhật Bản. Đấy, dây chuyền của nó thì cũng đã lắp đặt ở Trung Quốc. Thì hiện tại thì đang đánh cho anh em ở kênh L và kênh R đây. Nói chung là nó là kênh 1 và kênh 2 nha nhé. Ngoài ra thì ba kênh này chưa sử dụng. Đấy. Thì với hình thức của đẩy thì rất là đẹp. Con này cũng tương đối là nặng anh em nhé. DJ TK4505. Với cái dòng này thì mấy hôm nữa thì sẽ về cho anh em những cái dòng nốn 4 kênh nhé. 4 kênh, 3 kênh đều có cho anh em. Đấy. Thì anh em đăng ký kênh của bên cửa hàng thì sẽ được cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Thì anh em vào tham khảo được cái mẫu đẩy nào đẹp và phù hợp với cái kết cấu giảm thanh của nhà anh em thì anh em có thể chọn và chốt đơn luôn nhé. Anh em mới xem kênh thì có thể đăng ký kênh để được cập nhật những cái sản phẩm mới nhất này. Con này thì về hình thức bề ngoài thì rất là đẹp, nó một màu xanh màu đen nhé. Màu đen thì cái nền của nó là màu xanh xanh rêu, cái tóc lô của nó nhé. Và chiến áp của nó thì đều là chiến áp dạng chiến áp ngắn nhé. Chiến áp ngắn này thì nó cũng rất là lợi thế cho anh em, tại vì là cái này thì tránh trẻ nhỏ mà khi mọi người mà sử dụng đẩy mà quên không tắt đi hoặc là có việc thì anh em rất yên tâm, bởi vì trẻ nhỏ không thể sờ vào những cái này được. Cái này nút cái này thì anh em chỉ cần dùng một cái tô vít này đấy, hoặc là cái bút điện thì anh em căn chỉnh nó rất là dễ dàng. Nói chung là hàng đẹp cho anh em nhé. Và công suất của nó thì hai kênh đầu của nó là 600W này, và hai kênh sau của nó là 500W một kênh anh em nhé. Và kênh thứ ba là 450W. Thì kênh 450W này thì anh em có thể đánh được một quả súp 30 hơi hoặc là 40, hoặc anh em sử dụng để đánh loa lời cũng được. Dòng loa bass 25, 16, 20 đều chơi được nhé. Nói chung là một con đẩy mà 5 kênh thì sử dụng rất là nhiều. Đấy, năm mới thì sẽ tìm cho anh em những cái mẫu đẩy nó khá là tốt, khá là đẹp và nó sử dụng nó hữu ích hơn. Cửa hàng đã mở nắp hai con ra. Đây, mở quay cho anh em để anh em có thể cân đối được. Đấy. Con đẩy này thì nó hàng đẹp xuất sắc anh em nhé, đẹp xuất sắc, và với cái đời của nó này thì chắc chắn là rất là cao rồi. Anh em thấy là mên biếc của nó vẫn còn xanh biếc này. Cái này mên của nó giống như dòng của DK nhé. DK đây là kinh ấy. Mên đặc màu xanh nước biển này. Và tụ rất là to nhé. Tụ của nó là 100V này. Xong rồi hai cái này là 80V và hai cái này là 63V. Nó chia một con đẩy thì thường ra là nó sẽ ví dụ dòng 4 kênh hoặc 3 kênh
thì nó sẽ có một bo suất này và một bo suất này. Hai vế này thì nó sẽ dùng cho kênh 1, kênh vế này dùng cho kênh 1, kênh 2 này. Vế này dành cho kênh 3, kênh 4 và vế này dành cho kênh 5, gọi là kênh center. Và có nguồn rất là lớn nhá, nguồn này. Cái này nó có vòng chống nhiễu bọc luôn ở trong này luôn. Sợi dây thì rất là to này. Đấy. Nói chung là những cái dòng này thì đánh tiếng rất là dày, tiếng bass sâu dày, uy lực. Đặc biệt là cái dải lời của nó tiếng rất là sáng này, dải trung dị anh em nhé. Về bên này cũng vậy này. Đấy, hàng thì cực là đẹp luôn, đợt này về lô này thì đẹp xuất sắc cho anh em luôn này. Sò này là sò NG với kép nhé, sò NG với kép. Sò NG với kép thì nó sẽ thiên về dải lời nhiều hơn và đặc biệt là con này thì nó dải bát thì nó cũng rất là đều. Đấy. Mạch class H anh em nhé, mạch class H ngoài sò chính ra sẽ có bù áp này, bù áp. Mên của nó này, chân thì chân chở này, chở nó rất nhiều linh kiện anh em có thể thấy này, rất là nhiều chở nhé. Đấy. Hàng thì cực kỳ đẹp luôn, anh em thấy này. Đấy. Đẩy thương hiệu, đẩy này đẩy thương hiệu anh em nhé, không cần bàn cãi đâu, nó có series mã vạch luôn. Thì đây là sẽ đang sử dụng cái con trên này, thì là sử dụng kênh 1 và kênh 2, nó gọi là kênh R và kênh L. Thì anh em vào kênh nào thì anh em ra loa kênh đấy nhá. Tôi giả sử vào kênh L này sẽ ra loa bên cạnh đây, nó dùng siết loa. Siết loa này thì với anh em chơi gia đình ấy thì anh em kẹp cái này nó rất là an toàn và tránh tình trạng mua ve. Chúng ta chơi là kẹp cố định luôn đấy. Và dưới này là kênh 3 và kênh 4 đây. Cái này thì nó đều có đánh chập kênh cho anh em. Anh em có thể ghép đánh chập kênh được vào kênh 5 nó ở giữa này đấy. Hàng thì siêu đẹp cho anh em luôn, cực là đẹp luôn. Thì những cái sản phẩm này thì hàng về thì hàng tuyển cho anh em nhé. Nói chung là đẩy bãi nhưng mà hàng đẹp xuất sắc cho anh em. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái mẫu đẩy bãi để công suất. Và đây là dòng đẩy bãi 5 kênh. Và sẽ báo giá cụ thể cho anh em nhé. Báo giá cụ thể. Thì với dòng đẩy này đang có giá cho anh em là 4.800.000. Và đây là giá tại cửa hàng nhé, chưa có phí vận chuyển. Thì anh em ở gần ở xa thì anh em có thể trả cước nhé. Và mọi chi tiết thông tin mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp tới số máy 0396 855 899 nhé.